thưa quý vị và các bạn cứ mỗi độ xuân về ai trong chúng ta cũng nhớ đến hai câu thơ thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh qua hai câu thơ trên chúng ta cũng nhận thấy ông cha ta từ ngày xưa đã rất chú ý đến chế độ ăn uống trong những ngày tết sao cho không những đủ về chất lẫn lượng mà còn có được cảm giác ngon miệng mà ngày nay chúng ta thường gọi đó là chế độ dinh dưỡng hợp lý vậy dinh dưỡng trong những ngày tết thì chúng ta cần lưu ý những gì sau đây sẽ là câu trả lời dinh dưỡng trong ngày Tết cần lưu ý những gì? Đầu tiên, cần phải nói đến cách ăn uống như thế nào là hợp lý. Vào những ngày Tết, mọi người thường đi chơi, nên mỗi bữa ăn chỉ nên ăn khoảng từ 70 đến 80% lượng thức ăn so với bình thường, chia làm nhiều bữa, tối đa từ 4 đến 5 bữa mỗi ngày. Không nên ăn quá no, uống quá say và phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bánh trưng, bánh tét hầu như có đủ các chất dinh dưỡng bao gồm đạm, tinh bột và mỡ, chỉ thiếu thành phần là chất xơ. Trung bình 100 g tương đương 250 kcal, nhiều chất béo và các chất béo này có nguồn gốc từ mỡ động vật nên ít có lợi cho sức khỏe. Bánh trưng thường được ăn kèm với dưa món, củ kiệu. Các món dưa này vừa chính là thành phần chất xơ, vừa giúp cho người ăn ngon miệng, không có cảm giác ngán. Tuy nhiên, những thức ăn này nếu ăn thường xuyên sẽ không tốt cho bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch và đái tháo đường vì có nhiều chất béo động vật không có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, dưa món củ kiệu còn có chứa hàm lượng muối cao không thích hợp cho bệnh nhân tăng huyết áp. Đối với bệnh nhân đái tháo đường, nếu dùng bánh trưng không nên dùng quá 200g trên một ngày và phải tiết giảm lượng thức ăn trong ngày. Còn đối với bệnh nhân tăng huyết áp nếu ăn dưa món, củ kiệu nên dùng loại ngâm bằng giấm đường để giảm lượng muối. Các món như thịt nguội, giò trà là những nhóm thực phẩm chủ yếu cung cấp chất đạm và chất béo, nhưng lại chứa nhiều axit béo no, bão hòa nên không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, thực phẩm này còn chứa hành the để tạo độ giòn nên rất có hại. Đối với bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp nên sử dụng hạn chế, không quá 100g thức ăn này mỗi ngày thịt kho trứng là món ăn hầu như không thiếu trong ngày Tết. Tuy nhiên, vì thịt mỡ chứa nhiều mỡ động vật không tốt nên đối với bệnh nhân đái tháo đường tăng huyết áp hay bệnh lý gan mật, khi ăn nên bỏ phần mỡ và da. Ngoài ra, một lòng đỏ trứng gà có chứa khoảng 200mg cholesterol. Nếu ăn quá lượng trên mỗi ngày sẽ có hại cho tim mạch và gây ra sơ vữa động mạch. Vì vậy, lượng đạm ăn mỗi ngày nên khoảng từ 400g từ thịt, cá hoặc đậu hũ. Các loại bánh mứt có chứa hàm lượng đường cao nên dễ gây cảm giác ngán cho cả người bình thường. Các thức ăn này chủ yếu là nhóm đường đơn, chỉ số đường rất cao, rất ít chất xơ, dễ làm tăng đường huyết nên không thích hợp cho bệnh nhân đái tháo đường. Đối với bệnh nhân đái tháo đường mà đường huyết kiểm soát tốt có thể dùng vài miếng. Ngược lại, nhóm bệnh nhân đường huyết kiểm soát kém thì không nên sử dụng. Trái cây, đây là nguồn vitamin chính chứa nhiều chất xơ là thực phẩm giúp cân đối khẩu phần ăn giàu đạm, béo trong những ngày đầu xuân. Đối với người bình thường có thể dùng từ 2 đến 3 suất trái cây trong ngày, mỗi suất tương đương một quả táo hoặc 3 mũi bưởi, hoặc hai trái mận, hoặc một quả cam vừa, hoặc một góc dưa hấu, vân vân. Đối với bệnh nhân đái tháo đường không nên dùng quá 2 suất trái cây trên một ngày. Các loại trái cây quá ngọt, hàm lượng đường cao không nên dùng quá 3 lần một tuần các thức uống trong những ngày Tết. Đa số là nước ngọt và rượu, bia. Đối với người bình thường thì mỗi ngày khoảng 300-400ml bia hoặc 60ml rượu nhẹ hay còn gọi là rượu vang là tốt cho sức khỏe. Đối với bệnh nhân đái tháo đường cũng có thể dùng nước ngọt ăn kiêng nhưng nên hạn chế, không nên dùng quá một lon trên một ngày. Ngoài ra cũng có thể dùng vài tách trà, ly rượu thơm là rất tốt. Tóm lại, không có thức ăn xấu, không có thức ăn tốt. Thức ăn tốt hay xấu là phụ thuộc vào cách ăn uống của mỗi người, nên ăn uống điều độ, vừa phải, đảm bảo đủ 3 bữa chính trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, với những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay của chúng ta. Mọi ý kiến đóng góp cũng như những thắc mắc liên quan đến các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe chủ động cho mỗi người trong gia đình của chúng ta, thì quý vị và các bạn có thể vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chương trình 0858 888 999 hoặc 0859 999 888. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.